Anh muốn tặng em một bài 4 câu thơ. Mãi mãi trong tim một bóng hình, một người lãnh trọn trái tim tôi. Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa, tất cả xa ngoài ánh mắt tôi. Cảm ơn anh. Bài thơ này là mới sáng tác hay sáng tác sẵn, hay là thơ này là thơ sưu tầm ở đâu? Sáng tác. Em sáng tác? Dạ. Sáng tác hồi nào? Mới hồi nãy. Tin được không? Tin được không? Tin sơ sơ. Em dễ tin lắm. Miệng lưỡi lắm á, dữ dằn lắm nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ Tường đã ngồi đây, ngồi ngay trước một cái cánh cửa trái tim như thế này, nhưng cái tim đang khép lại. Phải chờ xem lát nữa hai nhân vật này sẽ mở cửa trái tim như thế nào. Hello em trai. Dạ em chào chị. Bây giờ em phải chờ chị Tường một chút xíu, Tường sẽ ra ngoài để mời bạn gái mà ngày hôm nay sẽ hẹn hò với em vào đây. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Đưa đây để chị cầm cho. Rồi ok, hẳn tới đi em. Rồi đây là cái ghế nè, em có thể ngồi vô. Đó. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ thì cả hai bạn đều đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Các bạn có thể mở mặt nạ ra để cảm thấy thoải mái hơn. Trước tiên là hãy giới thiệu về bản thân mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn ở bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Em đến từ Sài Gòn. Và em đang làm phó phòng kinh doanh của công ty nông sản Lavica. Dạ em năm nay 30 tuổi rồi. 30 tuổi, quê dạ. Mình ở Sài Gòn luôn hay là ở dạ, đâu quê em? Mình ở Sài Gòn luôn. Ở dạ. Sài Gòn luôn, quê 30 tuổi, công việc cũng tương đối ổn định rồi đúng không? Dạ. Mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh bạn chơi bên kia ạ. Em tên là Phúc, hiện là em làm về quản lý chất lượng của xét nghiệm. Em 31 tuổi. Xét nghiệm là xét nghiệm về... Ví dụ như chị đi lấy máu đó chị. Ồ, oh, dạ. Vậy là mình làm trong bệnh viện hay sao? Dạ không, tức là trung tâm em chỉ là kiểm tra chất lượng của những cái chỗ mà họ làm xét nghiệm, chứ bên em không có trực tiếp làm. À, em quê ở Bến Tre. Quê Bến Tre. Dạ. 31 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Dạ 88, 1988. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? 89. 89. À, em có ngại khi bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu không? Dạ, vấn đề là nếu như mà người bạn trai chững chạc đủ già hơn em là tốt chị. Chững chạc đủ già phải bản lĩnh nữa. Em có cảm thấy đủ tự tin không? Tự tin. Tự tin thì phải kêu à, em ơi hãy cho anh cơ hội. Em ơi hãy cho anh cơ hội. Đúng rồi. Anh có những ưu điểm và khuyết điểm gì? Anh rất là hòa đồng. Ừ. Và anh có ý chí cầu tiến, chịu trách nhiệm những hành động của mình làm, không nhậu nhẹt và không hút thuốc. Không nhậu nhẹt, không hút thuốc, một chàng trai ở thời buổi 4.0 này hơi khó. Có tài lẻ gì không? Thì em cũng có khả năng hát nhưng mà không được hay cho lắm. Kệ, bây giờ hát bài cho không khí nó vui lên, tặng cổ cũng nghe trước rồi để cũng nghe giọng của đoán hình nền. Từ bao lâu nay anh vẫn mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi anh đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tiếng anh âm, là em đến bên anh, cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Làng hơi cũng làng hơi ca sĩ lắm đúng không? Dạ. Đất ghê lắm à, được. Bây giờ tới phiên em đó. Em cũng vui vẻ hòa đồng, đến một nơi là em có thể là chủ động làm quen và kết nối các mối quan hệ. Còn về khuyết điểm của mình thì có lẽ như là em là một người nóng tính, nóng vội, có những lúc mà tình cảm nó lấn át quá lý trí thì mình lại không có kiểm soát được. Tình trường của hai bạn thì sao? Em đã có trải qua hai mối tình, có một mối tình mà em đã trải qua 1.5 năm, tụi em làm chung. Câu mà người ta nói là làm chung thì quen nhau không có phù hợp thì cũng là đúng. Cho nên là em hy vọng là tìm được một người nào đó mà không có cùng làm chung ngành. Nhưng mà phải hiểu được cái việc làm của mình và ủng hộ, thông cảm cho mình đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Trước em thì em làm trong ngành quảng cáo á. Em quản lý nhân viên tiếp thị, đa số là busy. Bạn gái em thử lầm và ghen. Nhưng mà thật em có cũng ngó nghiêng, ngó ngửa, ngó dọc, ngó ngang không? Dạ không. Nhân viên của mình không à. Em nghĩ bản thân mình có phải là người chung thủy không? Có à. Chắc chắn? Chắc chắn. Em có tật xấu gì không? Thì em lâu lâu em cũng hay quyết định hơi vội vã trong cuộc sống. Thì mỗi khi vấp ngã hoặc là mỗi khi buồn hoặc là mỗi khi mỗi khi buồn em hay ngã hả? Thì em
hay đi đâu? Đi quán bar với bạn. Trời ơi, hết hồn tôi tưởng đâu làm cái gì. Hay đi quán bar, vậy là dạ. Cũng ăn chơi dữ lắm không? Có, lâu lâu rồi chị. Lâu lâu thôi hả? Thế còn em có tật xấu gì không? Em nghe anh bên kia nói là nóng tính, em cũng sợ. Tại vì em cũng nóng tính. Hai bên mà nóng về không biết cháy nhà lúc nào. Ngày xưa thì em nóng thì em sẽ nói hết mọi thứ ra mà một cách không kiểm soát. Với những người thân thì cái tính nóng của em nó lộ rõ hơn. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em là điềm đạm một chút để hai người cùng có thể chia sẻ và giải quyết được vấn đề với nhau. Ta nói là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Nhưng mà em chỉ cần là luôn luôn lắng nghe và trả lời, không cần hiểu. Im lặng rất là đáng sợ đúng không? Dạ, chị cũng rất là sợ ai mà cứ im. Đúng rồi. Thích hay không thích, ví dụ mình nói phải có cái phản ứng để mình biết là có đang nghe mình nói hay không. Vậy còn em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Biết chia sẻ cảm thông với công việc của em. Nếu mà nóng tính thì một người nóng thì một người nguội. Tên căng thì bên phải dùng đó. Về ngoại hình thì thấp hơn em xíu rồi đó. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m67. Còn gì nữa? Cao, thấp, mập, ốm. Quan trọng là cái tính cách của người đó có phù hợp với em hay không. Rồi. Biết yêu thương gia đình, ba mẹ hai bên. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình chắc là cao hơn em chút xíu là được rồi. Không, nếu cần thì em mang về thấp. Chưa gì hết đã thấy quân binh bạn trai rồi. Gì nữa? Đó là không thích cạo trọc tóc tăm trổ nhiều. Sợ xăm lắm. Bên đây sợ xăm lắm. Không có bụng bia thì tốt. Chị sẽ đưa hình của em cho anh này xem để anh tìm ra em. Dạ. Em hãy nói cho anh nghe ba từ về bản thân mình. Em rất hay cười, vui vẻ, răng em rất là đẹp. Hay cười, vui vẻ, răng đẹp. Tìm đi cưng. Đoán đúng có thưởng nè. Vân vân như giữa. Giữa. Em đã đoán trúng rồi đó. Thời khắc quan trọng đã đến. Bây giờ chị Từ mở cái cửa ha, trái tim này ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau, để xem cái cảm nhận của mình đoán có đúng hay không nha. Xem số, so số. Xem số, so số. Nhưng mà sai rồi, xé đi cưng. Tự thấy xấu hổ chưa? Xấu hổ rồi chị. Xấu hổ rồi ha. Cảm nhận đầu tiên khi hai bạn mở cửa trái tim ra, hai bạn nhìn thấy nhau thì bạn cảm nhận như thế nào? Nụ cười duyên. Bạn dễ thương à. Nãy em tính tổn đây mà. Tính chặt rồi. Thế còn em gái, em cảm nhận như thế nào về người bạn trai ngồi trước mặt mình? Lúc nghe giọng nói thì em nghĩ là anh sẽ ốm hơn. Nghe giọng nói mà biết ốm không ạ? Nghe nó thanh thanh đó chị. Có nghĩa là những cái hình nền không có trúng với cái gì em đoán đúng không? Bao lâu nữa thì mình sẽ kết hôn nếu như mình tìm được người vừa ý? Thời điểm là do hai bên thống nhất, em không có vấn đề gì khó khăn. Dạ. Em thì tầm 6 tháng được 1 năm, mà chủ yếu là hai đứa có tìm hiểu nhau đủ chưa. Bây giờ chị sẽ cho hai bạn thử một cái trò chơi rất là cũng là khá vui. Bốc trúng yêu cầu gì là mình phải làm. Không được đổi, không được đòi bốc lại. Rồi, em hãy đọc lớn lên. Cái gì mà hốt hoảng dữ vậy? Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nữa nào? Hả? Đưa qua chứ còn chờ gì nữa. Cứ lên đi, mắt công người ta chồm. Để tôi tiết lộ cho nghe một bí mật. Hôn đi rồi tôi tiết lộ cho nghe. Em thấy bàn tay ấm. Em thích người có bàn tay ấm. Tại sao chị nói em là phải đứng lên đưa tay qua cho cổ biết không? Dạ. Bữa nay hẹn hò đó rồi cổ là chắc là tâm thần bị hơi bấn loạn hay sao. Hôm qua mới bị té, bây giờ cái chân là đi cà nhắc có băng bó nữa kìa. Chút xíu nhớ săn sóc vết thương nha. Dạ. Bóc đi cưng. Bóc câu đi qua hôn chân nè. Bạn hãy trả lời một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Giả sử như hôm nay có một việc rất là gấp ở công ty thì anh có đến không? Hôm nay đám cưới của sếp anh á, sếp anh mời anh là để phụ cho sếp anh, nhưng mà anh đã bỏ và đã tới đây. Đó là câu trả lời rất là vừa lòng ha. Dạ. Bây giờ đã đến lúc phải ăn thôi các bạn ạ. Dạ. Hôm nay thì chị Tường có đã gọi sẵn cho các bạn thức ăn nhanh của quán Mr. Stick. Mọi người nếu mà muốn thưởng thức những món ăn nhanh tại Mr. Stick thì mọi người có thể gọi điện thoại là 028-6275-4069 cả nhà nha. Và hôm nay thì Tường đã order sẵn cho hai bạn rồi. Đây là cơm bò sốt cay Hàn Quốc của quán Mr. Tip. Mình có thể đến ăn trực tiếp luôn tại địa chỉ này, hoặc là mình cũng có thể là gọi điện thoại số hotline có sẵn trên hộp cơm luôn. Bây giờ sẽ cho các bạn ít phút để mà vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha, tìm hiểu nhau thật là kỹ. Một lát chị Tường quay trở lại là chị Tường sẽ biết được kết quả hai bạn có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời em dùng. Dạ mời anh.
Em ăn được cay không ạ? Em ăn được cay rất là ít. À, cũng không ăn được cay. Anh làm bên kinh doanh chắc cũng thường hay tiếp khách nhỉ? Nhưng mà anh không ít uống bia rượu. Thế rồi tiếp khách làm sao? Thì có người khác uống giùm. Hiện tại là anh đang ở đâu? Anh đang ở quận 12. Rồi em đang ở đâu? Em ở Bình Tân. Cũng gần. Cơm này khá cay ha? Dạ, cay quá. Ví dụ như là một bạn nữ trong công ty anh sẽ nhắn tin cho anh hỏi han, giả sử như thân mật một chút. Giả sử mà anh đã có bạn gái rồi, hoặc là anh đã có vợ rồi, thì anh sẽ trả lời như thế nào? Nếu mà anh có bạn gái rồi thì anh chưa trả lời. Còn em, nếu mà nhân viên của anh nhắn tin cho anh, nếu mà em thấy thì em sẽ nghĩ như thế nào ạ? Quan trọng là anh có kể cho em nghe về những người đó hay không? Anh sẽ kể cho em là nhân viên của anh là có những ai. Nếu như mà anh đã nói là anh có những người bạn này hoặc là những nhân viên này nhắn tin, nhưng mà đừng có ngọt ngào quá là không được. Nếu mà quen thì mình phải tin tưởng lẫn nhau và chia sẻ với nhau. Lúc trước anh cũng hay đi Đà Nẵng, thì lâu lâu thì cũng đi 1-2 tuần. Thì em có ghen hay không á? Em đi theo luôn. Chưa? Dạ rồi, cay quá chị ơi. Cay quá hả? Em không biết ăn cay. Cay hả? Nãy giờ hai bạn trao đổi được nhiều chưa? Cũng được khá khá. Được khá khá. Thời gian tâm sự trò chuyện là hết rồi. Bây giờ nếu như các bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau á, thì các bạn sẽ cùng nắm tay nhau ra về, có thể hẹn hò xem phim. Nếu như các bạn không đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, các bạn vẫn có cơ hội tham gia chương trình offline của bạn muốn hẹn hò. Hãy suy nghĩ thật kỹ khi chúng ta quyết định bấm nút. Và trước khi đưa ra quyết định đó thì hai bạn hãy nói cho đối phương biết hiện tại cảm nhận của mình như thế nào, để có thể bày tỏ được cái nỗi lòng của mình ngay trong giờ phút này. Anh muốn tặng em một bài 4 câu thơ. Mãi mãi trong tim một bóng hình, một người lãnh trọn trái tim tôi. Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa, tất cả xa ngoài ánh mắt tôi. Cảm ơn anh. Bài thơ này là mới sáng tác hay sáng tác sẵn, hay là thơ này là thơ sưu tầm ở đâu? Em sáng tác. Em sáng tác? Dạ. Sáng tác hồi nào? Mới hồi nãy. Tin được không? Tin được không? Tin sơ. Em dễ tin lắm. Miệng lưỡi lắm á, dữ dằn lắm nha. Rồi em cảm nhận như thế nào về ảnh? Trước khi kéo cái rèm ra thì em có một cái cảm nhận khác. Khi mà kéo rèm ra thì em cảm giác là anh chín chắn hơn, chững chạc hơn cái suy nghĩ ban đầu của em. Cảm giác đây là một người em có thể tin tưởng được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ lại tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau từ nãy đến giờ. Hãy bấm theo trái tim của mình. 1, 2, 3. Hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn lên. Hãy chăm sóc bạn gái ấy nha. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể nắm tay nhau rồi. Cảm nhận cái nắm tay này như thế nào em? Không thể tả nổi. Không thể tả nổi. Các Tường xin gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có những khoảng thời gian ở bên nhau, tìm hiểu nhau và xem những bộ phim thật là lãng mạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.